Tin buồn, một linh mục trẻ thuộc giáo phận Đà Lạt vừa qua đời. Tin yêu Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Đa Minh Trần Quang Vinh, 48 tuổi, hiện đang là chánh sứ giáo xứ Kim Phát, giáo hạt Đức Trọng, giáo phận Đà Lạt, vừa qua đời. Vào lúc 5 giờ 30 phút thứ Tư, ngày 27 tháng 3, năm 2024, Hưởng Dương, 48 tuổi, 13 năm, linh mục. Sau đây là cáo phó của Tòa Giám mục Đà Lạt. Tòa Giám mục Đà Lạt, số 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt, Lâm Đồng. Cáo phó, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Đà Lạt, gia đình huyết tộc và linh tông kính báo, cha Đa Minh Trần Quang Vinh đã an nghỉ trong Chúa lúc 5 giờ 30 phút thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại giáo xứ Kim Phát, giáo hạt Đức Trọng, giáo phận Đà Lạt. Hưởng Dương, 48 tuổi, 13 năm, linh mục. Cha Đa Minh sinh ngày 1 tháng 5 năm 1976 tại Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng. Từ năm 1999 đến năm 2005, tu học tại Đại chủng viện Minh Hòa, Đà Lạt. Từ năm 2005 đến năm 2007, tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn. Từ năm 2007 đến năm 2011, tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Xuân Lộc. Ngày 18 tháng 10 năm 2011, chịu chức linh mục tại nhà thờ Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2011 đến năm 2013, phó sứ giáo xứ Đạ Tông, giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2013 đến năm 2021, phó sứ giáo xứ An Hòa, quản nhiệm giáo sở Gân Reo. Từ năm 2021 đến năm 2023, quản sứ giáo xứ Gân Reo, giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2023 đến nay, quản sứ giáo xứ Kim Phát, giáo phận Đà Lạt. Nghi thức tần liệm tại giáo xứ Kim Phát, giáo phận Đà Lạt. Lúc 15 giờ thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024, thánh lễ an táng tại nhà thờ Kim Phát, giáo phận Đà Lạt. Lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024, an táng tại nghĩa trang linh mục giáo xứ An Hòa, giáo phận Đà Lạt. Kính mời quý cha, quý cộng đoàn và mọi người tham dự thánh lễ an táng cha Đa Minh và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Tòa Giám mục Đà Lạt, gia đình huyết tộc và linh tông đồng kính báo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.